Đây đây đây, tuyệt phẩm đây mọi người ơi. Rồi ok mọi người, em Trí Đồng Nam xin chào mọi người ha. Thì hôm nay em giới thiệu đến mọi người chúng ta một siêu phẩm đó trước mặt mọi người chúng ta là một bé Pha Phu huyết long Fully Red size 40. Size lớn mọi người nha. Đó, em này sở hữu được một cái body cực kỳ ngầu, bản lưng rất là vuông, con cái rất vuông mọi người nha. Đó, gãy gù đẹp, càng dài, cong, đuôi to. Đó, thấy không mọi người không? Sùng cực kỳ luôn ha. Em này thì được cái phần lưng rất đẹp. Đó, vải đều tăm tắp ha. Không có lõi một miếng nào hết và đặc biệt em nó cực kỳ là sùng và mến chủ mến tay mọi người nha. Đưa tay là chạy, đưa tay là chạy nha mọi người nha. Vảy rất to, rất ngầu. Em này đang trong giai đoạn phát triển màu cực kỳ tốt luôn, phát triển từng ngày luôn mọi người nha. Đó thì em nói cái bản lưng rất là cao. Đó, bản lưng khoảng gần 15 cm. Hết bài. Đó, đuôi răng cưa nha, đuôi răng cưa. Nó có những cái nang đuôi nó theo cái dạng hình cái cánh bươm ngày xưa anh em ha. Cái thuyền bươm đó anh em thấy không? Khi lớn nữa nó sẽ cái đuôi nó sẽ cực kỳ là đẹp luôn. Và em này cái đuôi của nó lúc nào cũng căng mọi người nha. Đó, cái đuôi nó lúc nào cũng căng nhìn nó rất là đẹp. Và nó không có bị rúm rúm đuôi ha. Kiểu những con mà đuôi to quá thì cái đuôi nó không có thể nào mà căng hết cỡ được. Đó, nó hay bị rúm rúm đuôi. Đó, còn em này thì cực kỳ là sung. Và em nó ăn cực mạnh luôn. Một lát nữa em sẽ cho em nó ăn mấy con dế cho mọi người chúng ta xem nha. Đó, cực kỳ sung. Đó, Fully Red thì mọi người chúng ta biết rồi ha. Tương lai màu rất tốt luôn. Con nào Fully Red màu cũng tốt nha mọi người nha. Đó, càng dài và cong, nó chuẩn chỉ. Pha Phu thì nó có thượng vàng hạ cám rất nhiều mọi người nha. Nói chung á, thang đẹp, đỉnh, không lõi, gù cao. Cân đối thì nó sẽ cái giá trị nó cao ha. Còn những con mà dạng lõi hoặc là gù gù không đẹp, vảy dồn hoặc là bụng bị phình, bị hóp, bị lõi đó thì nó rất là rẻ. Cho nên là anh em chúng ta chơi tới đẳng cấp mình chơi tới con Pha Phu rồi, chúng ta xem thì chúng ta phải biết được cái con cá nó giá trị ở những cái yếu tố nào, những cái đặc điểm ha. Thì đây là một con cá Pha Phu hội đủ các yếu tố và đủ các cái tiêu chuẩn đối với một con cá đẹp mọi người nha. Đó, về body, về màu, về dáng, về những cái lỗi thì nó không mắc một cái lỗi nào hết nha anh em ha. Chuẩn chỉ hết. Đó. Mọi người thấy không? Nó rất là căng. Và cái biết clip này em sẽ quay rất là lâu, nó cả cho ăn, cả bơi, cả tương tác với con cá cho mọi người chúng ta xem. Em nó cực kỳ là dạng và cho mọi người chúng ta có dư dả cái thời gian thoải mái để chúng ta có thể ngắm nghía cái độ đẹp của em nó ha. Độ đẹp và độ hiếm của em nó rất là phê luôn. Đó. Dáng dốc như thế này, màu mè tố chất như thế này mà còn ăn uống mạnh như thế này thì còn gì để nói anh em ha. Đó. Vận chuyển toàn quốc luôn anh em nha. Cả Campuchia luôn. Đó. Có gớp nè, có nâng cấp nè, trời ơi sùng ghê không anh em. Đó, nó đang ở đầu này mà quăng con dế đầu kia phát là nó lao lại như tên lửa luôn. Đó. Đó, có nâng cấp anh em nha. Đó, chúng ta có muốn nâng cấp dòng cao thì chúng ta cứ liên hệ ha. Đó, em hỗ trợ nâng cấp cho anh em dòng cao. Rồi. Gớp căn cước công dân luôn anh em ha. Đó. Quá sung nha anh em. Cực kỳ sung luôn. Đó. Thì bên em cũng còn rất là nhiều Pha Phu nha mọi người nha. Pha Phu bối, Pha Phu huyết, lớn nhỏ, kinh sọt có đủ luôn. Đang trưng bày tại Rồng Việt Nam 880 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Mời anh em chúng ta tới giao lưu chia sẻ ha. Em mời nước mọi người nha. Đó. Rồi, tiếp theo là tiếp tục cho nó ăn mấy con dế thêm nữa anh em ha. Đó. Anh em nào thích siêu phẩm này chúng ta cứ liên hệ cho em nha. Một ít ít cũ nha anh em nha. Đó, trăm mấy chục cũ. Đó. Rồi ok mọi người ha. Thì mời mọi người chúng ta ngắm nghía thêm em nói chút xíu nha. Đó, em xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo ha. Anh em nào thích thì Zalo cho em nha, hotline nha mọi người nha, quen thuộc nha, bên dưới phần mô tả. Cảm ơn mọi người rất nhiều ha. Ok, bye bye.